Đây là ba cái dòng tép giấy được Vena Huấn Audio phân phối ra thị trường Việt Nam mình, mà là hàng mới được những anh em mình mua về thay thế đánh giá rất cao về cái độ chi tiết của nó. Tép giấy thì nó có một cái ưu điểm là nó thể hiện tái tạo lại cái tiếng bộ gõ rất là tốt, nhưng mà nó lại nhược điểm là yếu, là công suất của nó chỉ có 2W như này và 8 ohm anh em nhé. Thằng này ví dụ nó khoảng tầm cao một chút thì rất là hay, được khoảng vài ba chục watt thì rất là tốt. Tép giấy này, những cái dòng BB thường rất nhỏ, hàng nhập China 100% và loại một anh em nhé, hàng mới, tiếng nên rất là hay, giá là 250 một đôi. Hàng tép vuông này lắp được cho dòng 850, 1000, 2000, tất cả những cái dòng vuông của BMB, kể cả dòng một từ đều lắp được hết nhé. Đây dòng 2 từ 2W 8 ohm. Và kế bên là dòng bốt. Bốt này lắp được cho con 301 CZ 3, 4.2 rồi 601 CZ 3, những cái dòng mà gì bắt ốc đít này, và đường kính mặt là 7/8 thì được lắp vừa được anh em nhé. Và con này anh em phải lắp được cho con nó chung của 301 CZ 4. Đấy dòng xương xanh này, rêu này, mặt trước hơi xanh như này. Giá cũng là 250 một đôi. Ba con này đều đồng giá anh em nhé, là 250 một đôi. Con BB tròn thì anh em mình biết đến rồi, con này thì cho tiếng rất tốt. Đó, nó giống con vuông này thôi, nhưng nó để tròn. Và giá cũng là 250 một đôi, bao ship toàn quốc anh em nhé. Con này đường kính cắt ngang mặt là 9/8 nhé, là 9,8 cm đấy. Đấy. Và 2 từ, 5/5. Nó cho tiếng tép rất tốt. Tất cả những cái dòng tép giấy thì bao giờ nó của BMB ấy, của BMB hoặc của Bose thì nó tái tạo lại cái tiếng tép rất là tốt nhá. Tiếng tép nhất tiếng của bộ gõ rất là tốt. Còn đương nhiên là nhược điểm của nó là rất là yếu. Anh em thấy nó chỉ vài watt thôi. Nên trong cái phân tần thường người ta đã cản rất là kỹ để đảm bảo rằng cái tép nó chơi ở trong những không gian vừa phải, nó không bị cháy. Bose và BMB như này thì anh em mà mang ra ngoài rời thì thường thường là rất là dễ cháy, rất là dễ cháy. Anh em mà chơi nhỏ là không sao, bác nào mà chơi lớn một chút là cháy ngay. Còn mang ngoài rời hoặc là bác nào có xu hướng mà lớn thì anh em thường lấy tép kèn. Tép kèn thì lúc còn cháy này, tép giấy này. Ba mẫu này đều có giá là 250 một đôi nhá. Anh em quan tâm điện cho mình để mình tư vấn và mua bán cho anh em.